10 loại nội dung để viết content marketing. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này Tân sẽ chia sẻ cho các bạn là 10 loại nội dung để bạn có thể phát triển viết content marketing hiệu quả nhất. Nếu giá trị video clip thấy hay thì đừng quên bấm like video ủng hộ cho Tân và subscribe đăng ký kênh để giúp cho kênh để được tiếp tục phát triển. Ok, giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào cái nội dung chi tiết của video này. Thì với content marketing, đó là một cái yếu tố mà cực kỳ quan trọng. Nếu như các bạn đã từng nghe những video trước của Tân trên kênh YouTube Tân Nguyễn Marketing này thì bạn cũng hiểu được một điều là content luôn đóng vai trò quan trọng. Người ta thường gọi content is king, có nghĩa là nó là vua trong marketing. Vì content nó có khả năng mà dẫn dắt khách hàng, định hướng khách hàng cũng như là đưa tới khách hàng những cái thông tin hữu ích và cần thiết nhất để giúp khách hàng dễ dàng định hình được cái thương hiệu trong tâm trí cũng như là ra những cái quyết định mua hàng trong tương lai. Ok, điều đầu tiên là cái loại nội dung gì để chúng ta có thể phát triển. Thứ nhất là nội dung quảng cáo. Với loại nội dung quảng cáo này thì 100% mục đích là để bán hàng. Loại nội dung quảng cáo thì viết về sản phẩm, viết về dịch vụ và đi thẳng vào quảng cáo luôn. Chỉ để bán hàng, chỉ để đưa cái thông tin đến khách hàng để khách hàng ra quyết định mua hàng mà thôi. Đó là loại nội dung đầu tiên. Loại nội dung thứ hai đó là chia sẻ thông tin giá trị. Chia sẻ thông tin giá trị có ích và liên quan đến sản phẩm dịch vụ. Mục đích 80% là chia sẻ và 20% là bán hàng. Những nội dung này sẽ đưa cái thông tin cần thiết, thông tin lợi ích, thông tin về kiến thức của cái sản phẩm mà dịch vụ mình đang có, bạn đang triển khai cho khách hàng có thể hiểu, khách hàng có thể là quan tâm và phù hợp với nhu cầu, phù hợp với cái mục đích tìm kiếm của họ. Và 80% toàn bộ cái nội dung đó là đi thẳng vào cái trọng tâm là đưa cái giá trị đến với cho khách hàng. Còn 20% còn lại chúng ta sẽ đi tới việc là giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Đó là cái thể loại content thứ hai mà bạn cần phát triển. Thể loại content thứ ba là về nội dung chuyên sâu. Phân tích các vấn đề chuyên môn. Ở đây cũng 80% là trao giá trị và 20% là bán hàng. Ở cái thứ ba nó cũng tương tự giống cái thứ hai, tuy nhiên cái nội dung nó không tổng quan, nó không có kiểu là đi vào cái giá trị mà đơn thuần, cái lợi ích mà đơn thuần và những cái kiến thức căn bản nữa, mà nó đi vào cái nội dung chuyên sâu, phân tích chuyên sâu, phân tích cái nguồn gốc, cái ngọn ngành của tất cả mọi cái vấn đề bên trong cái sản phẩm dịch vụ mà bạn đang cung cấp để khách hàng có một cái nhìn sâu sắc hơn và hiểu rõ hơn về những gì bạn đang cung cấp, bạn đang làm cho họ. Và cũng giống như là ở cái nội dung thứ hai thì 80% sẽ là đưa tới giá trị cho khách hàng và 20% còn lại sẽ là bán hàng. Đó chính là cái thể loại content thứ ba mà bạn có thể phát triển. Thể loại content thứ tư là hướng dẫn làm một điều gì đó. Từ A tới Z. Ở đây cũng 80% là chia sẻ và 20% bán hàng. Việc hướng dẫn thì giúp cho khách hàng có thể hiểu được, gọi là cái cách mà thực thi một cái vấn đề nào đó trong cái việc mà sử dụng sản phẩm hay là dịch vụ của các bạn, hoặc có thể không là sản phẩm hay dịch vụ các bạn cung cấp mà những cái vấn đề của cuộc sống, vấn đề liên quan hoặc các cái vấn đề của kỹ thuật mà tương tự với là cái sản phẩm hoặc dịch vụ các bạn đang cung cấp hoặc có giá trị với sản phẩm của dịch vụ bạn đang cung cấp thì các bạn sẽ đưa tới cho khách hàng. Và việc khách hàng nắm được cái kiến thức này,
nắm được cái cách thức này thì họ sẽ yêu mến bạn và tin tưởng bạn ha. Ở trong đó thì 80% bạn sẽ đưa tới những cái thông tin cần thiết để giúp cho khách hàng làm được một điều gì đó và hướng dẫn chi tiết tất cả những điều này. Tuy nhiên, khúc phía sau 20% còn lại, bạn sẽ giới thiệu về sản phẩm hay là lồng ghép sản phẩm vào để đưa cái sản phẩm đó một cách mà tự nhiên đến với khách hàng, để khách hàng trong cái quá trình mà xem những hướng dẫn đó sẽ hiểu được cái sản phẩm đó đóng công dụng là gì và cái lợi ích của nó như thế nào. Nó sẽ có liên quan tới toàn bộ cái quá trình của video. Đó chính là cái loại nội dung content thứ tư mà bạn có thể phát triển. Loại content thứ năm là new cảm nhận, nhận xét của khách hàng, các chuyên gia. Mục đích thì là 100% là bán hàng. Cái này bạn sẽ đưa những cái cảm nhận, những cái review, những cái đánh giá, những cái góc nhìn, những cái nhận xét, những cái lời nói tích cực cũng như là những cái case study mà hiệu quả của khách hàng, của những người đã sử dụng sản phẩm, của các chuyên gia đầu ngành hoặc là các cái KOL, các influencer có sức ảnh hưởng đã sử dụng sản phẩm của bạn, đã tin tưởng như thế nào, để trao cái giá trị về cái niềm tin cũng như là tăng cái sự mà ảnh hưởng từ cái thương hiệu cá nhân của họ đến với gọi là những cái fan hâm mộ hay là những cái khách hàng tiềm năng của bạn trong tương lai. Và những điều này 100% giá trị của nó mang tới đó là bán hàng cho khách hàng ha, bán hàng cho khách hàng và gia tăng lợi nhuận mà thôi. Ok, đó là cái kiểu nội dung mà thứ năm bạn có thể phát triển. Kiểu nội dung thứ sáu là viết content từ một cái nội dung đã có sẵn, đã chứng thực hoặc là phổ biến, được nhiều người biết tới, dẫn dắt kiến thức đó về sản phẩm, dịch vụ. Mục đích 80% là giá trị và 20% là bán hàng. Ở đây là bạn sẽ viết về cái nội dung của một cái vấn đề gì đó, một cái câu chuyện gì đó hoặc một cái kiến thức gì đó mà rất là phổ biến, rất là thông dụng và được rất nhiều người biết tới, gần như là nó rất là nghĩa là rất là social, rất là phổ biến trong xã hội, gần như là ai đều có thể biết tới nó. Tân sẽ ví dụ cho bạn một cái ví dụ để bạn dễ hiểu. Có nghĩa là giống như là uống rượu bia nhiều là sẽ gây cái tình trạng mà say xỉn và nó sẽ gây ảnh hưởng tới gan. Đó là gần như là ai cũng biết tới. Và chúng ta sẽ chọn cái chủ đề đó, chúng ta viết cái nội dung content của chúng ta. Và sau đó các bạn sẽ lồng ghép cái sản phẩm ở phía sau là một cái thực phẩm chức năng nhằm bồi bổ cho gan, giúp gan hoạt động được tốt hơn và đào thải được tốt hơn, hoặc là một cái sản phẩm giải rượu, giải bia trong cái quá trình mà phải đi tiếp khách, phải đi giao lưu các kiểu, thì đó là cái cách mà bạn sẽ đưa vào cái nội dung mà đã có sẵn mà nó phổ biến. Thứ bảy đó chính là nội dung mang tính giải trí đơn thuần. Tính giải trí đơn thuần. Bởi vì sao lại là giải trí? Bởi vì con người ta rất thích giải trí. Bạn có thể coi những cái chương trình truyền hình thì những người mà làm về showbiz, những cái chương trình mà nó mang tính hài hước, mang tính mà nhí nha nhí nhố thì nó rất được thu hút hơn là những cái chương trình mà nó mang cái tính kiến thức, mang cái tính mà khoa học cao như là những cái trình đường lên đỉnh Olympia hay là ai là triệu phú các kiểu, thì nó sẽ không thu hút bằng những cái chương trình là thách thức danh hài hay là cười xuyên Việt. Điều này là điều chắc chắn và được thống kê rất là nhiều trên các phương tiện truyền thông rồi. Cái nội dung mang tính giải trí đơn thuần
Rồi, tránh những cái nội dung mâu thuẫn với giá trị của thương hiệu. Mục đích 100% cung cấp về giá trị cho khách. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Ở phần content thể loại thứ bảy này thì chúng ta không có bán hàng, chúng ta cung cấp 100% cái giá trị khách. Tuy nhiên thì nó lại mang cái tính giải trí đơn thuần và đánh vào cái thương hiệu. Có nghĩa là cái tính giải trí nhưng mà nó sẽ lồng ghép vào cái thương hiệu của chúng ta, lồng ghép vào những cái hình ảnh sản phẩm của chúng ta một cách mà nó gọi là khó chủ đích. Người xem người ta sẽ hiểu được điều này nhưng mà người ta sẽ không có quá khắt khe, cũng không có quá mà soi xét cái việc mà sản phẩm được sử dụng trong cái video clip hay là bị sử dụng trong cái bài viết. Nó sẽ diễn ra một cách mà nó nhẹ nhàng, một cách mà nó gần như là bất chợt, nó không có chủ đích nhưng mà thật sự là chủ đích, kiểu là như vậy. Thì nó chỉ đưa tới câu chuyện là nhận thức về thương hiệu, cho thấy được cái sản phẩm và dịch vụ và hiểu được một số tính năng cơ bản. Nhưng bạn cũng nhớ là đừng có để cái việc mà mâu thuẫn xảy ra giữa cái nội dung cũng như là cái thương hiệu nó bị chồng chéo lên nhau, thì nó sẽ gây tác dụng ngược đối với cái việc mà xây dựng hình ảnh của các bạn. Đó là cái cách mà xây dựng nội dung thứ bảy. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái cách xây dựng nội dung content thứ 8. Đó là những hoạt động hàng ngày. Rồi, tầm nhìn, sứ mệnh hoặc các dịp đặc biệt của doanh nghiệp như là thành lập công ty, mở cơ sở mới, khai trương đầu năm. Rồi, những cái này mục đích là 100% làm thương hiệu. Những cái nội dung này chủ yếu là để tạo cái tầm nhìn thương hiệu đến với là khách hàng tiềm năng hoặc là khách hàng chưa biết tới cái thương hiệu của chúng ta, thì nó sẽ đập vào mắt hoặc là nó sẽ gợi lại vào trong cái tiềm thức của khách hàng, giúp khách hàng có thể là nhớ cái thương hiệu của chúng ta được lâu hơn và cảm thấy quen thuộc thương hiệu chúng ta khi mà họ sẽ bắt gặp đâu đó trên đường hoặc trong siêu thị hoặc trong những cái tiệm tạp hóa hoặc là những cái shop thời trang, shop quần áo hay là shop mỹ phẩm khác. Tùy thuộc vào cái sản phẩm và dịch vụ các bạn đang cung cấp là gì thì nó sẽ xuất hiện ở những địa điểm tương ứng. Rồi, đó là cái kiểu nội dung thứ 8 mà bạn có thể khai thác trong content marketing. Bây giờ là kiểu nội dung thứ 9. Kiểu nội dung thứ 9 là câu chuyện tại sao doanh nghiệp ra đời. Niềm tin doanh nghiệp, quy trình phát triển, những câu chuyện về người sáng lập hoặc nội bộ. Mục đích 100% là làm thương hiệu. Cũng giống như là ở cái thứ 8 mà thôi. Tuy nhiên ở cái thứ 9 này thì chúng ta sẽ bắt đầu kể những câu chuyện, những cái sự việc đã qua, những cái cột mốc, những cái sự kiện lịch sử, những cái thăng trầm của người sáng lập, những cái khó khăn trong quá trình phát triển, những cái hoạt động mà thường ngày của nhân viên mà bị sự cố hay là bị các vấn đề trong việc giao tiếp với khách hàng hay là việc với khách hàng. Đó là những kỷ niệm được ghi lại và được viết lại như là một cái thể loại content. Những điều này nó sẽ mang tính chất là xây dựng nhận thức bên trong khách hàng, giúp khách hàng có thể là tạo thêm niềm yêu thích,
niềm quý mến và niềm tin tưởng với cái công ty chúng ta, với cái đội ngũ của chúng ta, và từ đó xây dựng được cái niềm tin về thương hiệu trong tâm trí của khách hàng. Đây là cái thể loại content thứ 9 mà bạn có thể phát triển. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái thể loại content thứ 10. Thể loại content thứ 10 là gì? Thể loại content thứ 10 đó là tin tức mới có giá trị với khách hàng, tạo nội dung theo trend, mục đích là 100% cung cấp giá trị. Đây là những cái tin tức mà mới được cập nhật, hay là những cái sự kiện mà nổi bật, hay là những cái câu chuyện, những cái sự việc đang được quan tâm rất là nhiều, gọi là trend. Thì bạn sẽ đi vào cái nội dung đó để cung cấp cái giá trị cho khách hàng, và bạn có thể lồng ghép cái thương hiệu, cái sản phẩm của bạn vào. Mục đích là cái cung cấp là giá trị cho khách hàng. Cùng với đó thì bạn cũng có thể là cho khách hàng thấy được cái brand, cái thương hiệu các bạn được lồng ghép vào trong đó, và nó sẽ tạo ra cái sự mà thích thú, sự thú vị và sự đa dạng trong nội dung content mà bạn muốn truyền tải tới khách hàng như thế nào. Ok, ở trên đây là Tân đã liệt kê ra là 10 cái thể loại nội dung để các bạn biết content marketing. Tân có thể là nói lại 10 thể loại này để bạn có thể nắm là nội dung quảng cáo, nội dung chia sẻ thông tin giá trị, nội dung chia sẻ thông tin chuyên sâu, nội dung về hướng dẫn làm một cái gì đó, nội dung về nêu cảm nhận feedback, nội dung về viết một cái kiến thức gì đó rất phổ biến và có sẵn và nhiều người biết tới, nội dung về mang tính giải trí, nội dung về hoạt động hàng ngày, tầm nhìn sứ mệnh, nội dung về những câu chuyện bên trong của doanh nghiệp, và cuối cùng là nội dung tin tức và theo trend. Đây là 10 thể loại nội dung mà bạn có thể phát triển để làm đa dạng cái nguồn content marketing của bạn trong doanh nghiệp. Nếu giá trị video clip này thấy hay thì đừng quên bấm like video để ủng hộ cho Tân. Cùng với đó là bấm subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video chia sẻ về kiến thức marketing thú vị này, giúp bạn có thể áp dụng vào trong công việc một cách hiệu quả nhất. Bạn cảm nhận như thế nào về giá trị video mang lại? Hãy comment ý kiến của bạn bên dưới video để Tân được biết. Hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cái việc phát triển nội dung content marketing này, bạn vẫn có thể đặt câu hỏi bên dưới video. Tân sẽ tổng hợp lại những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất và xây dựng những video liên quan để hỗ trợ các bạn, nhằm giúp các bạn làm marketing online được tốt hơn. Bạn thích thể loại nào trong 10 thể loại này? Hãy để con số bên dưới phần comment nhé. Video đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.